Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Hoài Phương và Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Vào ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm 2020, cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales đã cùng đồng tổ chức cuộc biểu tình chống cộng sản mà điển hình là Cộng sản Trung Hoa. Tại quảng trường Martin Place trong thành phố Sydney, chúng tôi nhận thấy sự có mặt của đại diện ban chấp hành cùng đại diện hội đồng tư vấn và giám sát của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales, bên cạnh các sắc tộc khác như Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và Pháp Luân Công. Thưa quý vị, thì đối với ngày hôm nay thì cộng đồng người Việt luôn luôn đồng hành với tất cả các cộng đồng khác. Chỉ có một cái điều duy nhất mà cái thông điệp mà đặc biệt cho năm nay, đó là làm sao chúng ta tiêu diệt được chế độ cộng sản và làm sao mà để cho chế độ cộng sản không còn tồn tại. Và cũng cái thông điệp đó thì những cộng đồng khác cũng là kêu gọi là phải bỏ đảng Cộng sản Trung Cộng, và cộng đồng chúng ta cũng đã kêu gọi tất cả những người nào theo đảng Cộng sản hãy bỏ đảng và từ bỏ chế độ cộng sản. Đó là cái thông điệp của năm nay, tại vì nếu chế độ cộng sản còn tồn tại thì chúng ta không thể nào có nhân quyền được. Mà ngày hôm nay là ngày quốc tế nhân quyền, năm 1948 sự ra đời của cái ngày quốc tế nhân quyền của cho Liên Hiệp Quốc công nhận là một cái điểm, cái mốc điểm mà đánh dấu là đã là người, chúng ta phải có quyền được sống, quyền làm người và có tự do, dân chủ và nhân quyền. Chỉ có lúc nào chúng ta tiếp tục chống cộng, tiêu diệt cộng sản thì lúc đó chúng ta mới có nhân quyền thật sự. I hope Hong Kong will come over the difficult time, and I think the communists will end anyway. Yeah. Dạ, hôm nay thì cái Hoàng cũng có mặt tại buổi biểu tình với lại tất cả các sắc dân khác cũng chỉ vì một mục đích, đó là lên tiếng phản đối lại sự đàn áp và sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng chỉ là một người tay sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Và trong những năm gần đây thì quý vị đã thấy những sự kiện ở Hồng Kông, ở Tây Tạng và ở Uyghur, tất cả những người đó đang đều bị cái nạn diệt chủng và Cộng sản Trung Quốc đang thẳng tay làm những cái chuyện rất là tàn ác đối với họ. Thì cũng nhân dịp này là khi tham gia để mong là người Úc và tất cả những người khác trên thế giới cũng hãy quan tâm hơn về những cái tội ác mà cộng sản đang làm, bởi vì đây là một cái sự thật và một sự thật đang diễn ra hàng ngày hàng giờ, và chúng ta rất cần phải lên tiếng để bảo vệ những con người mà đang gặp nguy hiểm nhưng họ không thể lên tiếng được. I'm with the people of Vietnam when they're fighting for democracy and justice. We simply want democracy and justice and we'll keep on fighting for that. So thank you so much. Okay, your good work, mate. Thank you guys. Keep on going. Sau cùng là cuộc tuần hành đến trước lãnh sự quán Trung Cộng cách đó gần 2 giờ đi bộ theo sự hướng dẫn của cảnh sát Úc. Hoài Phương và Nông Hương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.